Chắc đại sư ca trở lại còn Dương Hầu Vũ. Lão muội vẫn còn quan tâm đến gã. Gã đang ở tấp tấn cầu lưng giao chiến với bọn thằng Long và bị dây con mở tay tống đàn. Trời ơi, sao đại ca lại bỏ vô trong khi vô liều mình dặn cô đại ca? Sao em cứ lo việc an nguy của Vũ ca? Người đã vì hạnh phúc của chúng ta chứ có gì mà anh phải nghi nan. Đời em giờ là một cô gái tận nguyện, đâu còn gì xứng đáng với hùng quân. Loan sư muội, anh vẫn yêu em mãi mãi. Nhưng đại sư ca ơi, Loan không còn xứng đáng với tấm chân tình được dưỡng nuôi bằng niềm thương nỗi nhớ. Vì người con gái năm xưa đã phản bội anh và phản bội cả tim mình. Vội vã về đây để tiễn bước Long cô nương và các công tử về Bạch Mã Sơn.
cho kịp giờ ông Lệ. Anh thân ơi, em đã buồn rồi. Đừng khóc nữa Loan Nương ơi, đừng khóc nữa, giờ lúc tôi sắp đi xa thì đôi mắt cô nương không còn ánh sáng. Nhưng không còn nhìn thấy cuộc đời thì hạnh phúc chắc sẽ thắm tươi. Bạc đen không làm theo mối hồng, trên chiến đò sang sông cô nương vui đào vợ chồng. Cô nương không cần chờ hạ mong một chánh đi chạy chưa tận tình cho mắt em được bình thường để nhìn đời vui hơn. Vũ ca, Vũ ca có sao không? Vũ ca không, tôi vẫn bình an vậy. Các công tử hãy sớm ra về Bạch Mã Sơn cho kịp giờ hôn lê. Đừng lưu luyến làm chi, để rồi cũng phải chịu chia liền. Trời đã định chúng ta không cùng chung bước đi về thì xin chớ nặng lòng băng biêu. Nên nhớ rằng bèo hợp là để ly tan. Trong cuộc hôn nhân của công tử chơi cô nương, tôi tiếc không được giữ mừng chung rồi. Vậy xin kính chúc hai người tròn duyên dài ngẫu bền vững tương yêu và hạnh phúc được chung tròn. Còn Vũ ca? Còn tôi, tôi sắp phải đi xa, xa lắm. Dương Hồ Vũ, ông đã đừng công tử. Ông đi thiệt sao ông? Chắc tôi không thể nào ở lại được. Vậy xin các công tử hãy thương yêu và bảo vệ phòng cẩm ma. Lời nghẹn ngào tôi không có gì chúc mừng hôn nhân, ngoài môi tình tâm xin gửi hết lại nơi đây. Trong giờ phút chia tay từ mãi đến trọn đời. Vũ ca ơi, sao lòng em bỗng nhiên lo sợ, với một niềm đau nghẹn.
chiếc áo xin đắp cho vũ huynh. Đường về bên nay xa xôi, còn chút kỷ niệm của hôm nay. Xin đa tạ lòng thương tưởng, trước mắt tôi sao mờ mịt, lòng của nương ơi ta sắp dịch biệt nhau rồi. Xin đừng vì thương tiếc một người, mà làm tan vỡ và hạnh phúc ở ngài.